tên là Nguyễn Thị Mai Thi, năm nay 39 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mình là dân văn phòng và suốt ngày làm việc trong trước vi tính, họp hành qua Zoom online. Mình ít thời gian luyện tập thể thao và cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi và năng lượng lên xuống thất thường. Để xả stress, cuối tuần mình thường tập chạy bộ cùng với những người bạn ngoài công viên. Thường thì sau những cái buổi tập như vậy, mình cảm thấy rất là mệt mỏi, chân tay rất là uể oải, mặc dù đã có giãn cơ bằng truyền thống. Qua lời giới thiệu của người bạn, mình đã biết đến Wellspa IO và mình đã sử dụng Wellspa IO để phục hồi và thư giãn các cơ bắp của mình sau những giờ luyện tập cũng như hàng ngày sau những buổi làm việc ngày dài của mình. Mình thấy ăn ngon, ngủ ngon hơn, cơ thể được phục hồi tốt hơn và năng lượng được chảy tràn trong cơ thể của mình. Và mình ngày càng thấy tự tin hơn. Mình đã đăng ký nhiều giải 21 cây và mình đã chiến thắng hoàn thành với một thời gian tốt nhất là 2 giờ 30 phút. Chính vì cái điều đó mà mình thấy tự tin, cuộc sống mình vui vẻ và mình có nhiều thời gian để lắng nghe con mình hơn, tâm sự với con mình và vui đùa cùng với con mình. Không những vậy, mình còn chăm sóc Wellspa cho mẹ mình, một người phụ nữ U80 tuổi và ít vận động và thường hay bị đau tay chân. Qua đó thì tình cảm của mẹ con mình được khắng khít hơn, yêu thương nhau nhiều hơn và hiểu nhau hơn như những người bạn thân. Chính vì vậy mà cuộc sống của mình mỗi ngày càng hạnh phúc hơn và nụ cười luôn tỏa sáng trên môi. Đến nỗi những cái người bạn xung quanh cộng đồng của mình, họ phải wow lên, họ nói rằng là wow, sao Thi thấy vui vẻ vậy, tích cực vậy, hạnh phúc vậy. Có cái điều gì mà bạn có thể chia sẻ cùng với mình không? Và Thi đã chia sẻ cho bạn mình những cái giải pháp tối ưu về Wellspa. Và mình được nhận những lời feedback rất là tuyệt vời của những người bạn. Từ đó mà mình cảm thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, hạnh phúc hơn và tích cực hơn, vui tươi hơn.